Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chương tiếp theo của chương trình Hóa Đại Cương, đó là chương nhiệt động hóa học. Chương nhiệt động hóa học này thì đây là một cái chương quan trọng trong cái chương trình hóa của chúng ta, và ở đây chúng ta sẽ tập trung rất là nhiều những cái mảng về lý thuyết cũng như là bài tập ở chương này. Phần nhiệt động hóa học thì ở đây mình sẽ chia ra làm 4 phần. Phần đầu tiên mình sẽ giới thiệu trong video này đó chính là các khái niệm cơ bản và nguyên lý một của nhiệt động học. Phần thứ hai là bao gồm hiệu ứng nhiệt delta H của các phản ứng hóa học. Phần thứ ba là sự thay đổi entropy delta S của các phản ứng hóa học và nguyên lý hai của nhiệt động học. Và phần cuối cùng, phần thứ tư, đó là sự thay đổi thế đẳng nhiệt đẳng áp delta J của quá trình phản ứng hóa học. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn về phần 1, các khái niệm cơ bản về nguyên lý một nhiệt động học. Đầu tiên chúng ta đi vào một số các khái niệm cơ bản. Thứ nhất là khái niệm về hệ và môi trường. Thì hệ là tập hợp các vật thể xác định trong không gian nào đó và phần còn lại xung quanh là môi trường. Thì đối với hóa học thì hệ là lượng nhất định của một hay nhiều chất ở điều kiện nhiệt độ, áp suất và nồng độ xác định. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái bình cầu. Khi chúng ta cho vào bình cầu này một vài miếng kẽm và dung dịch axit chlorhydric thì trong bình cầu này sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa kẽm trở thành kẽm clorua và giải phóng khí hydro. Nếu như chúng ta thực hiện cái phản ứng này ở điều kiện nhiệt độ là 25 độ C và áp suất 1 atmosphere thì chúng ta nói rằng bên trong bình cầu này là một hệ hóa học. Và xung quanh bình cầu này được gọi là môi trường. Thì qua cái ví dụ này thì các bạn hãy hình chúng ta sẽ hình dung sơ bộ được thế nào là hệ và thế nào là môi trường. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái hệ cơ bản mà chúng ta sẽ gặp. Và những cái hệ này thì thường chúng ta sẽ gặp trong phần trắc nghiệm hóa đại cương. Thứ nhất, mình xin giới thiệu về hệ đồng thể. Hệ đồng thể là hệ có tính chất lý hóa giống nhau tại mọi điểm của hệ, nghĩa là không có bề mặt phân chia hệ thành những thành phần có tính chất hóa lý khác nhau, ví dụ như là dung dịch nước đường bão hòa. Ví dụ như chúng ta pha đường vào trong nước cất, thì khi chúng ta hòa tan hết cái lượng đường và không còn những cái tinh thể đường nào ở dưới đáy, và đường hoàn toàn tan hết thì chúng ta nói chúng ta có một cái dung dịch đường đồng thể, một cái dung dịch đường đường bão hòa, và đây là một dung dịch, một hệ đồng thể. Khái niệm thứ hai đó là hệ dị thể. Hệ dị thể là trong hệ nó sẽ có bề mặt phân chia hệ thành những cái tính chất hóa lý khác nhau, ví dụ như nước và hexan. Ví dụ như khi mà chúng ta cho nước và chúng ta đổ một lớp hexan vào thì chúng ta sẽ rõ ràng thấy cái hệ của chúng ta sẽ phân tách thành hai pha rõ ràng, ở dưới là pha nước và ở trên là pha hexan. Hay là một cái ví dụ khác mà chúng ta có thể dễ dàng gặp trong đời sống hàng ngày, ví dụ như là chúng ta bỏ dầu vào nước thì dầu không tan trong nước, cho nên là dầu và nước nó sẽ tách rạch ròi với nhau ra và chúng ta hoàn toàn có thể thấy được bề mặt phân chia pha giữa dầu và nước. Cũng tương tự như vậy, nếu như chúng ta cho cũng là dung dịch đường, nhưng mà khi mà chúng ta khuấy mà đường nó không tan hết, nó còn những cái tinh thể đường, thì lúc đó thì chúng ta cũng thấy được cái bề mặt phân chia pha giữa cái pha lỏng là nước và cái pha rắn là đường tinh thể, thì đó cũng có sự phân chia pha giữa pha rắn và pha lỏng, cho nên cái dung dịch đường mà có tồn tại những tinh thể đường đó thì người ta gọi là hệ dị thể. Tiếp theo là hệ hở. Hệ hở là hệ có sự trao đổi chất cũng như là trao đổi năng lượng với môi trường. Tiếp theo là hệ kính. Hệ kính là hệ không có sự trao đổi chất nhưng có sự trao đổi năng lượng với môi trường và thể tích của hệ có thể có sự thay đổi. Và cuối cùng đó là hệ cô lập. Hệ cô lập
là hệ không có sự trao đổi chất và cũng như là không có sự trao đổi năng lượng với môi trường. Thì ở đây mình có một cái ví dụ như thế này. Khi mà chúng ta có một cái cốc và chúng ta đổ vào đây, ví dụ như là nước, nước đang nóng đi, thì cái cốc này thì nó có sự trao đổi chất và nhiệt của môi trường, tức là nước, nước nó có thể bốc hơi, thì nó sẽ chuyển cái dạng nước từ dạng lỏng sang dạng khí, từ pha lỏng sang pha khí thì nó có sự trao đổi chất. Bên cạnh đó, khi mà hơi nước mà nóng thì chúng ta để một thời gian thì nước sẽ nguội dần, thì nó cũng có sự truyền nhiệt từ nước ra bên ngoài môi trường, cho nên ở đây có hoàn toàn là có cái sự trao đổi chất cũng như là trao đổi năng lượng dưới dạng nhiệt. Cái hệ thứ hai mà chúng ta xét ở đây là hệ kính, thì cũng như thì chúng ta sẽ dùng một cái alkaline, thì chúng ta cũng cho nó là vào dung dịch nước nóng, thì nhưng mà ở đây thì chúng ta đẩy kính lại, và chúng ta đẩy kính lại thì cái lượng chất trong cái bình kính này nó không thể trao đổi ra ngoài với môi trường. Tuy nhiên thì năng lượng ở dạng nhiệt nó vẫn có thể trao đổi được với môi trường. Cho nên là khi chúng ta để một thời gian thì lượng chất trong này không mất đi, nhưng mà nhiệt của nó sẽ giảm xuống do cái sự trao đổi nhiệt. Và thế hệ thứ ba mà chúng ta thường hay gặp đó là cái hệ cô lập. Hệ cô lập này gặp trong đời sống, ví dụ như là cái vít, cái bình thủy, thì nó không có sự trao đổi chất cũng như là không có sự trao đổi năng lượng với dạng nhiệt. Thì chúng ta giữ thì những hệ cô lập này chúng ta có thể sử dụng để nó để giữ ấm, để giữ nhiệt cho những cái dung cho thức ăn, thức uống rồi vân vân. Và trong hóa học nó cũng được sử dụng rất là nhiều. Khái niệm tiếp theo mà mình đưa ra ở đây là quá trình hóa học. Thì quá trình là gì? Thì quá trình là con đường mà hệ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác và có sự biến đổi ít nhất một thông số trạng thái. Thì những cái thông số trạng thái ở đây đó là, thì chúng ta thường hay xét đến đó là hai thông số về trạng thái. Hai thông số là nhiệt độ và áp suất. Mình có một cái ví dụ như thế này. Khi mà ví dụ chúng ta xét cái ví dụ bên đây, từ nước đá trở thành nước, thì khi mà chúng ta để nước đá ở bên ngoài môi trường không khí bên ngoài thì nước đá nó sẽ tan thành nước. Thì ở đây chúng ta thấy là ở đây không có sự cái giả sử như là cái lượng nước không bị thoát đi, thì ở đây là nước vẫn đảm bảo là 50 gram. Tuy nhiên thì nhiệt độ của nó có sự tăng lên là từ 0 độ C đến 25 độ C, tức là nó đã nước chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng với sự biến đổi của thông số về nhiệt độ. Rồi tương tự cũng như vậy, nếu như là nước đang sôi ở 100 độ C thì khi mà chúng ta để nguội lại thì chúng ta từ 100 độ C thì nước sẽ về trạng thái 25 độ C, thì ở đây nó cũng có sự biến đổi trạng thái từ hơi sang lỏng, 100 độ C thành 25 độ C. Thì trong kỹ thuật thì chúng ta thường có một số cái quá trình sau, nhất là quá trình đẳng áp, đó là thực hiện ở điều kiện áp suất không đổi, quá trình đẳng tích thực hiện ở điều kiện thể tích không đổi, và quá trình đẳng nhiệt là thực hiện ở điều kiện nhiệt độ không đổi. Quá trình thứ hai đó là quá trình thuận nghịch. Quá trình thuận nghịch là quá trình xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện. Quá trình thứ hai đó là quá trình bất thuận nghịch. Quá trình bất thuận nghịch là quá trình xảy ra một chiều mà không cần tiêu tốn công từ bên ngoài, ví dụ như là quá trình chuyển nhiệt từ vật nóng sang vật lạnh. Nội dung thứ hai mà mình muốn nói đến đây đó là nguyên lý một của nhiệt động học. Khi xét về nguyên lý một của nhiệt động học thì hai đại lượng mà chúng ta cần quan tâm đó là nhiệt và công. Thì nhiệt ở đây chúng ta ký hiệu là Q. Nhiệt đó là thước đo sự chuyển động hỗn loạn của các tiểu phân. Ví dụ như là chúng ta có một cái dung dịch, khi mà chúng ta có một cái dung dịch chất tan, khi mà chúng ta tăng nhiệt độ lên thì những cái tiểu phân chất tan nó sẽ chuyển động hỗn độn hơn so với ở điều kiện không gia nhiệt. Thì chính cái nhiệt độ, cái nhiệt này nó sẽ cung cấp cái năng lượng cho các cái tiểu phân
cho cái tiểu phân chất tan này và hướng cho cái tiểu phân chất tan này chuyển động hỗn loạn. Và đại lượng thứ hai là công. Công W là thước đo sự chuyển động có trật tự, có hướng của các tiểu phân. Nguyên lý một nhiệt động học. Thì nguyên lý một nhiệt động học thì chúng ta có hai cách phát biểu. Thì tùy theo mỗi người sẽ có cách phát biểu khác nhau. Thì ở đây mình sẽ đưa ra hai cách phát biểu luôn. Đó là độ biến thiên nội năng của hệ thì bằng tổng nhiệt lượng và công mà hệ trao đổi. Và cách phát biểu thứ hai là năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng như là không tự nhiên mất đi mà chỉ truyền từ dạng này sang dạng khác. Thì các cách phát biểu thứ hai này có lẽ là chúng ta gặp nhiều hơn. Thì thường là chúng ta sẽ phát biểu theo nguyên phát biểu theo cách thứ hai. Tuy nhiên thì khi mà cái biểu thức thì chúng ta được phát biểu thức đưa ra thì lại theo cái phát biểu số 1, đó là biến thiên nội năng delta U. Thì ở đây mình ký hiệu là delta U, thì trong có một số tài liệu hay là một số thầy cô ở đây người ta có thể ký hiệu là delta E. Thì đời chung đó là độ biến thiên nội năng. Thì độ biến thiên nội năng của hệ là bằng tổng nhiệt và công mà hệ trao đổi. Thì ở đây có sự trao đổi nhiệt và trao đổi công này cũng có sự quy ước về dấu. Ở đây chúng ta chú ý, ví dụ như ở đây chúng ta có một vật, nếu như vật đó của chúng ta nhận nhiệt lượng hoặc là nhận công thì Q hay là W sẽ lớn hơn không. Còn ngược lại, nếu như chúng ta vật truyền nhiệt và thực hiện công hay là sinh công thì Q và W sẽ bé hơn không. Chúng ta có một cái ví dụ nhỏ để kết thúc cái video này. Thì một vật nhận nhiệt lượng là 25 joule và sinh công là 243 joule, tính biến thiên nội năng của hệ. Thì ở đây, khi mà đọc những cái bài về công và nhiệt như thế này, chúng ta cần phải chú ý về cái việc là vật nhận công hay là sinh công hay là nhận nhiệt hay là tỏa nhiệt. Thì ở đây là vật nhận nhiệt lượng. Thì vật nhận nhiệt lượng cho nên là Q của chúng ta lớn hơn không, cho nên ở đây giá trị Q sẽ mang dấu dương. Và sinh công thì ở đây sinh công tức là vật thực hiện công, tức là W sẽ bé hơn không, cho nên ở đây W của chúng ta nhận giá trị âm. Delta U sẽ bằng Q cộng W, tức là 25 cộng cho trừ 243 sẽ bằng trừ 218 joule. Video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn trong cái video tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu về delta H, hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học.